Vâng, hello, xin chào tất cả các bác nhé. Thì em hiện tại là những con 907 lợi tra này thì được các bác chơi những lô khủng thì xanh lông. Thì em mới về được con một con, thì hiện tại giờ chỉ còn một con thôi nha các bác. Rất là mới và rất là xuất sắc, hàng tuyển rất kỹ lưỡng và giá vẫn là cân đối, giá không lên không xuống 23.500.000. Giá đã bao ship cho các bác. Về cấu hình những dòng này thì các bác biết rồi, đầu 7 thì nó có 7 là 7 lợi tra khá là nổi tiếng, phân khúc dưới 20 triệu. Thì em 7 là 7 lợi tra thì em vẫn còn là mùng 2 con. Thì chuẩn bị nó về thêm một con nữa là tổng 3 con. Thì giá em đề xuất và giao lưu với các bác là 17 triệu. Còn con 9 là 7 lợi tra này là 23.500.000. Nó chạy 16 sò, công suất 400W, nặng lên tới 33 kg. Rất là nặng. Các bác mà chơi những dòng loa mà Diatom, Oikio, bắt 40, bắt 35 hoặc là những dòng sạc Queen Vega, những dòng lợi tra đánh sạc Queen Vega rất là hay nha các bác. Căng, lực, giả trung ra hay, tiếng ra rất là sáng. Và đây là vĩ điệp của em nó, cực kỳ là keng. Mạch nó là mạch bóng gương nha các bác, chạy 16 con sò lát. Đây, bóng gương. Mé là mé chất bãi nha các bác, nên các bác có thể xem trên video. Hai hồi gỗ ốp xương rất là đẹp, cực kỳ là nặng luôn. Đấy, các bạn có thể thấy được ốp gỗ, và gỗ rất là đẹp, sáng bóng nha, piano nha. Đấy, giá em đã bao ship nha các bác. Các bác nợ chuyển khoản đủ thì em bớt 300.000. Cứ chuyển khoản đủ là bớt 300.000 đối với con này nha các bác. Đây, các bạn thấy đẹp keng không? Chỉ còn một em duy nhất trong cái tháng nay, ngày là 19 tháng 11 nha, một em duy nhất nha. Rồi em quay phía sau và có thể là mở rụ ga cho các bác cùng xem luôn. Tại những cái con này á, một lần mở là một lần khó nha các bác. Nên là em sẽ mở luôn để các bác có mua hàng về khỏi cần phải mở. Tại mở ra mới vô nó cực lắm, tại vì nó nặng lắm. Vặn chính xác không nó trật ốc nữa. Và đây là phía sau của em nó. Tất cả các cổng kết nối đều là màu vàng và có cổng ba lăng, hai trạm loa A B A cộng B trở kháng 4-16 ohm. Đây là phía sau của ốp gỗ. Con này seri là 6200 6200 nha các bác, 6200. Này rất là mới, dây nguồn rất là đẹp, nguồn zin của nó luôn nha. Thì sau đây em sẽ mở bên trong để các bác cùng chiêm ngưỡng luôn nha. Vâng, đây là bên trong của em nó, các bác thấy thế nào? Em nó sở hữu là 6 tổ lục ngục và một cái tăng phô rất là to. Thì chiều ngày nay thì con 11 Vangati cũng đã lên đường rồi, về với bác ở Hải Dương. Thì chiều bác gọi và đã chuyển tiền thì em cũng gói hàng và lên đường cho bác rồi. Nên bác chờ nhận hàng thôi nha. Còn đây là con 9 là 7 lợi tra. Đây các bác thấy đồ đẹp sản phẩm nha các bác. Ngày chạy 16 sò, mỗi bên là 8 con, hay là tổ lục ngục. Sexy là mạ đồng nha các bác thấy này, là mạ đồng. Trong nhiều ở phần tăng phô rất cho nó quan trọng nhất ở tăng phô, để không lượng điện không bị nhiễu ra cái phần công suất. Đấy, nên là mạ đồng, lớp đồng rất là dày nha các bác. Đấy, rất là mới. Mé, các bác thấy mé nó rất là chắc không? Đúng là chắc bãi cho các bác xem. Các bác có thể xem lên TV này, những smartphone, điện thoại. Các bác bật ở chế độ Full HD lên cho em là xem nó sẽ rõ nét. Tất cả nó hoạt động hoàn hảo hết rồi. Đây là em quay video để các bác xem ở xa, thì lỡ có mua và hàng về thì khỏi cần phải mở ra xem làm gì. Nó máy công, đấy, mộc mạc này. Tất cả là hàng em bao zin hết cho các bác nha. Đấy, 8 sò kiểu là chất chất của me bãi là bên trong như là kinh kiện. Cái nước nó rất là đẹp nha. Chứ còn hàng đã qua sử dụng vài năm hay là ở Việt Nam mình rồi, giá nó sẽ rỉ hơn. Và nó sẽ có vết nhớp. Nhớp kia là cái không khí ở Việt Nam mình á, nó ẩm là nó nhớp, nó sẽ bị rét hay là vân vân. Rồi em cũng nói một số điều thế thôi. Các bác nào đang cần những con này để đánh những cặp loa lớn, những cặp loa cứng đầu, thích tiếng nó lực căng thì các bác lựa chọn con 9 là 7 lợi tra này. Nó sẽ làm các bác không bao giờ thất vọng đâu. Rất là hay, mạnh mỹ.
Xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo.